bỏ đi. Nhưng mà cho nên ở bên này cái đường cái là người lớn tuổi được chính phủ phù hợp với đó, cho nên cũng rất là đỡ chính phủ cho. Hai trăm đường, hai trăm đường. Cái này là cái này là cái đường kia, đường kia nó cho mấy người đường à, đó là một nước. Làm xa nữa hả? Đây là bé Tú à? Rồi, em thấy chị Vy hôm nay đi đâu? Đi đâu, đi đâu? Supermarket. Không hiểu gì hết, Vy nói tiếng Việt đi. Vy giới thiệu cho bà con, cô bác hôm nay Vy đi đâu? Hôm nay Vy đi đâu? Con đi gì? Hả? Con muốn đi donut hả? Donut đâu hả? Donut tìm kim máy bay. Donut mà đi tìm máy bay. Đây. Tiếc quá. Vợ đi đâu á con? Đi hái gì con? Tiếc quá. Vợ. Đi hái dâu. Mami only cần ống thủng. Con đi đâu? Đi gì? Mi. Đúng rồi, mình mua vé xong rồi người ta tặng, người ta cho mình một cái giỏ, con hái vô bỏ vô đó. Con muốn đi ăn gì? Cho gì ông? Con gì hả? Con gì? Con gì vậy? Mẹ dịch không được, Vy dịch cho mẹ đi. Con chí hả? Con chí là con gì con? Chí. Con gì con? Con chí. Con làm gì vậy? Listen, mommy. Hi. Where are you going? Trời ơi, dám hỏi mẹ vậy luôn hả? Để con hỏi bằng tiếng Việt đi. Mommy, mẹ đi đâu vậy? Mẹ đi hái dâu. Why? Can we just let me see? Hiểu. Hỏi tiếng Việt đi, phỏng vấn bằng tiếng Việt đàng hoàng. Lên TV nói tiếng Việt thôi. Không hiểu. My neck is going up. Trời ơi, ngon chưa nè? Dạ, nặng quá không con? Đâu bà nội hái một trái mà bự bự, mẹ quay nè. Bên đây. Bên đây nè, Yến. Đi qua mấy chỗ đó mới hơn này mới nè. Ôi quá trời luôn nè. Đi, let's go. Bà bên qua đây nhiều hàng đẹp quá nè. Ôi da. Ôi trời ơi, đổ dâu. Rồi. Coi bà nội cầm cái giỏ thấy thương chưa kìa. Rồi nhìn đây nội cười cái nè. Trời ơi, bà nội mê quá rồi. Ôi ơi, thương chưa? Không, nội đứng đó công soleil à. Sáng. Ở đây còn nè Tú ơi. Bên này nè, ông nội nó bên. Ôi cũng nhiều lắm. Hết giỏ rồi. Trời. Đã quá má ha. Trời ơi, thương chưa nè, coi nó bự cỡ nào nè. Sướng quá, bà nội thơm mê quá. Đưa cái giỏ này của Vy đi, còn lưng này mấy con bỏ. Rồi Vy nè, đẹp chưa nè Vy nè. Oh, okay.
I can't pull it out. Đó, con cầm. This one. Ok. Cậu nhìn đi xuống hết khùng luôn rồi. Thank you. Chồng sao hay quá. Chồng sao hay quá. Dưới đạo Linh xét hình vàng này chồng đại hư. Mình chỉ bỏ đúng cái thùng này thôi à. Đâu mẹ coi coi vơ thu hoạch được bao nhiêu rồi. Đâu, ôi trời tẻ tẻ. Rồi đổ hết rồi con. Nhẹ nhẹ. Trời ơi dâu mà con. Dâu mà con vùi dập nó vậy tua rồi. Nè, hái đâu có nổi. Nè, không hái đưa nó thôi. Ông hái trái to đi ông, trái bự á. Cái bé bé đừng hái. Ôi, đây nè, đây nè, đây nè. Đó, đó nè. Nặng quá ha, cho em cầm cho. Cầm cho nặng quá. Ba. Ôi ôi, con đừng có dầm dầm lên dâu con. No, no. Đây nè, giỏ của Viên. Bà nội mê tơi. Ôi, nặng, nặng quá. Nặng lắm con. Đây phải để bà sách. Ôi trời. Để bà sách. Nặng quá, nặng để quá. Để ông sách. Con nặng lắm. Nó, cái nhỏ nhỏ nó không chịu sách đây bà. Bớt lại. Ra ngoài đất rồi. Đây rồi vậy thôi. Đây thôi. Nè, của con nè. Đứng đây chơi mà. Chứ mình đâu có. Chơi thôi mà. Phải nó phải cầm nó mới chết. Dầu cưng chưa? Đầy vỏ luôn đi. Mà hái trái bự thì hả má? Ừ. Nhẹ nhẹ. Vi con. Vi. Nhẹ nhẹ. Con đừng có quăng cái trái. Con hái nó còn cái cuốn dài giống bà nội kìa. Con đừng có sát cuốn. Sát cuốn là nó hư á con. À, bà nội hái đưa tay cho mẹ coi nè. Trời ơi cưng thương chưa? Trời ơi đã quá. Cái vỏ này đẹp. Mommy con làm. Con. Nội ơi. Con giữ nó đi, để mấy Yến làm cho. Không có giảm lên con. Đi đi bà. Hết rồi đó. Đi về. Thôi đi về. Nhanh vậy à? Đúng rồi. Đây bà nội. Ăn cây thôi. Rồi ông cấm qua này, ông cấm qua bắt Để không, đứng yên chấp gia đình mình cái đã. Đứng yên gia đình mình cái đã. Mình sáng đi. Rồi. À, không, con canh cho con làm đi. Ok. Đây nè, vơ cầm được không? Vơ cầm cẩn thận nha. Đi con, tú. Đi bên này có, Viên có. Đúng rồi, đi đi lắm. Đi qua bên chỗ bà. Đây là rộng nè. Đây bà cầm nha. Đừng bế mà. Ông bế nha đi. Đi nằm rút cho. Ôi ôi, uổng quá. Gồm bỏ vô. Đây bà cầm. Rồi con cầm đi. Bớt dâu vô vỏ nội nè. Bên chị Thay chưa đầy, hái thêm đi. Bên chị Thay hái thêm đi. Đây có mấy trái bù nè. Ừ, trái đôi. Còn gì hái nữa không? Nói chừng vóc nha, vượt vóc té nha. Olivia lưỡng hái nữa con lưỡng rồi. Rồi chụp cái con tí bé xuống kè. Bạch Thay qua đây nè. Bé này trái to lắm nè bé này. Bữa nay nhiều lắm nè bác Thanh. Hôm nay đã ghê luôn á. Dạ hôm nay trời đẹp á. Đâu rồi bé đâu rồi. Vỏ của bé không có trái nào vậy. Ừ, em chín lắm. Làm mứt làm chín qua về làm mứt. Dạ. Làm mứt ngon lắm. Cái này nó chín mà nó ngon quá. Bị cát chút. Rồi. Rửa sạch. Rửa sạch ăn. Thử coi có ngọt không? Ừ. Ăn tại đây nó mới ngon. Rồi, ok. Rồi, bạn thử coi. Ừ. Ngon quá. Ngon dữ rồi nha. Vi chạy theo. Vi ơi, con đầy rồi đó nha. Không, hai phụ. Hai phụ bắt nhiên nè. Bắt dưới ôm cái vỏ, ráng ôm tí đi con. Ôi trời mà. Đâu có nặng. Nấu không? Trời ơi, bên đây. Con đi qua đây nhiều lắm nè. Bé nè. Đi coi dinosaur. Đây, đúng là dinosaur. Mở cái này cho nó nóng.
đang mở cái phòng mát nha. Trời. Hello. Bỏ trong túi con này. Câu đa chỗ. Đi chú chị. Thôi đi. Vô túi. Vy ơi, đi với ông nha con. Vy đâu rồi? Đi đây. Coi kìa. Bà Đầm hái nho. Cái quần làm như hơi tụng. Bà Đầm hái dâu. Thôi, thôi không con, bỏ đi. Đừng có lộn lại nữa. Vy. Thôi đi. Cầm cẩn thận. Dâu của con à? Đi qua đây. Her husband's favorite. She just turned to look. Yes. Ready? Nhìn Bobby kìa. Rồi. Ôi đi nhìn đây này cái ơi. Olivia. Nhìn đây con. Nhìn say hi. Say cheese. Benjamin. Ba. Jasmine. Lên. No, nó không ăn đâu con. Đứa con thử chơi dầu luôn. Nó không ăn đâu con. Rồi ra cho người khác chụp. Ra cho người khác vô chụp. Rồi đi đi. Ai tướng à? Ai đĩa đâu rồi? Rồi xe máy cày nữa. Ra xe máy cày kìa. Monster truck. Đây chỉ đây mà. Come on Pina. Ra monster truck. Đây ba Olivia, đi bơ. Đây đứng đây ba nè. Được ái cười. Yeah, we're gonna eat it later. Oh, that's a good one. Did you get it? Yeah. Ông bé đứng tếu. Cho hết. Rồi, đúng rồi. Ốm thế. Nó xuyên qua luôn cái gáp. Nó đi xuyên qua luôn. Rồi bám đây. Ôi, coi chừng té. Dạ. Đưa ông cầm này ra. Đưa ông cầm cho con. Ông cầm cho rồi một lát. Bỏ ra. Để con bám hai tay. Bám được bé. Rồi. Rồi chưa? Nhìn ra đây, không còn bé nữa, cho bé lên. Sao đầu đen hết mặt, chả thấy mặt luôn. Trang ngồi vậy. Đứng đâu giờ? Hết chỗ rồi. Đứng dưới đây. Đứng dưới đây đi. Đứng dưới đi. Ủa bên kia không có cái bọ hả? Ờ, qua đây nè. Chán thiệt. Where you going, sister? Ở đây chờ. Nhìn đây nè nha. Oliver. Jasmine đang đứng ở dưới à? Cho Jasmine ngồi này không? It's okay. Nói cho em. Mỗi đứa một kiểu. Oliver. Nhìn Barbie kìa con. Oliver. Ơ chừng em té nha. Úi trời. Trời ơi. Bám được cái xe luôn. Trời ơi, nó sửa cái máy cày luôn kìa. Trời ơi, thích sửa đồ quá rồi. Ở đây một tháng làm nhân công ở đây. Không dám trở lại. Ok, ready. Ok. Nắng nói người ta ở ngoài đây cũng không có lâu. Nhiều người cứ chừng muốn hái xong người ta đi vô liền. Khác chơi kìa. Rồi, nhường cho người khác là con này. Xuống. Kìa. Rồi, đi
Ok, nhường cho bạn kìa. We have another one inside. We have another one inside. Trời ơi, mô tô cả nguyên đoàn mô tô cả. Rồi đi con, đi đi vô tính tiền. Trung ơi cầm cái chừng rớt thôi. Rồi bây giờ là bây giờ hái xong rồi đi vô tính tiền đúng không? Rồi bắt đầu nè. Cái này phải nó mở, nó mở hình như là hôm nọ là gần 11 giờ là mấy giờ mà. Hết rồi. Thắt cái giỏ này đi về luôn hả? Ờ à, đúng rồi. À. 1432. Ủa cái này đây của họ cho mình giỏ. Cho cái giỏ đi về luôn. Tú phải mua hai giỏ đó chứ màu đầy lắm, cái phải vô nó tao. Thôi cứ ra đi, ra hái đi. Anh chờ, anh chờ. Tính tiền là cho nào? Cái tất nhiên nào. Để nó đi cân hết ba cho. 2048. You'll pay up front over there at the cash register. Okay. 2084. Ở Thanh với lại Olivia đâu rồi? Đi đi ra trước rồi. Ủa? Thanh đi đâu rồi con? Picnic area. Hay là chạy ra tìm phở? Thanh thì nó đâu có bay ra đâu cửa rồi. Ô vậy thôi đi luôn. Mi carito đi, mi burrito. Hát hát lại cái bài tiếng Pháp hồi nãy đi. Không hát đàng hoàng đi. Thôi, Vi hát đàng hoàng đi. Ferro đi. Ray, ray, go away. Come again another day. Beep, beep, boop, boop, beep, boop, boop. Little sheep, little baba, black sheep. Have you any more? Black, no, yes, no, yes. Yes, sir, yes, sir. Three black door. Three one, back four. One pink, for the one for the clear and one for the daughter. One for the little pink sheep. Have you any more? Yes sir, yes sir. Three back four. One for the baby and one for the mommy. Nào Vi chọc cho em cười coi. Vi chọc cho em cười đi. Thôi. Nhà ông ngoại mới luôn hả Ly? Sequoia đẹp vậy. Wow, brand new. Sequoia 2023 tùy vô. Ô, hình như hybrid. Acceptable.
Chạy cho Hiếu xưa đó, Hiếu là em mua chiếc xe coi là chiếc xe chở lên đời đẹp. Mà xe đó là leo là phải leo lên cái ghế nó cao. Ngồi ghế bể. Cái vàng nó cao.